Bạn đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi máy giặt lùi bỏ lên khoang sấy, hay là ngại giặt giũ vào ban đêm vì sợ tiếng ồn, thì đây chính là chiếc máy giặt Toshiba có modem là 127XM2L với giặt 12 cân và sấy 7 cân, rất là tiện ích trong việc giặt giũ của nhà bạn. Máy có chức năng thêm nước giặt và nước xả tự động. Đây chính là ô đựng nước giặt, nước xả. Màu xanh thì sẽ là nước giặt và màu hồng thì sẽ là nước xả. Máy sẽ cân chỉnh quần áo trong mỗi lần giặt để đưa ra mức tự động đưa ra mức nước giặt, nước xả phù hợp, giúp chúng ta không chỉ tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nước giặt, nước xả mà còn giúp thải ít hóa chất tẩy rửa ra ngoài môi trường hơn, giúp bảo vệ môi trường một cách tốt nhất có thể. Đây chính là ô hút bụi vải. Bụi vải sẽ được thu gom lại trong quá trình giặt và sấy. Khi được thu gom lại, bụi vải sẽ không còn bay nổi trong không khí và giúp người mặc quần áo sẽ không còn bị dặm, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ và những ai có làn da nhạy cảm thì chức năng này cực kỳ tiện ích. Thiết kế của chiếc máy giặt này khá là đơn giản, với thiết kế màu trắng và cánh cửa trong suốt nhìn thấy phía lồng bên trong. Lồng phía bên trong thì luôn có nước để cân bằng lồng, cho nên máy mới nguyên hộp vẫn có nước các bác nhé. Và chiếc máy này thì được sử dụng bằng động cơ trực tiếp, cho nên máy giặt sẽ rất là êm và được sấy bằng block, cho nên quần áo sẽ rất là phẳng. Và máy giặt được là 12 cân và sấy 7 cân, cho nên giặt được mọi thứ mà chúng ta muốn ở trong gia đình của chúng ta, rất là tiện ích. Và từ bây giờ thì chúng ta sẽ không cần phải mang ra hàng nữa, vì chiếc máy giặt đã cân được hết rồi. Máy còn có công nghệ tạo bong bóng siêu mịn và kết hợp với vòi phun đôi trong lồng áp lực mạnh, giúp tạo ra những hạt bong bóng kích thước nano để thấm sâu vào sợi vải, giúp giặt quần áo được sạch và bền hơn rất là nhiều. Đây chính là thông số kỹ thuật của máy, và máy được sản xuất năm 2022. Chiếc máy này còn có tính năng thông minh là tính năng khử khuẩn trong quá trình sấy và tự động làm sạch lồng giặt hoặc là làm sạch thủ công. Và chiếc máy này thì còn có các chế độ giặt chuyên dụng cho các loại quần áo thời trang hay chăn màn hay là quần áo đồ mỏng, đồ len, rất là tiện ích. Và chiếc máy này thì đang có sẵn tại cửa hàng của Hà Nhật 123 các bác nhé.